COVID nó lại có rất nhiều cái biến chủng, và nó có những cái biến chủng mà có thể trốn tránh kiểu vaccine hệ cũ. Khi mà tôi có triệu chứng là đau họng, rát họng, sau đó là ho, tôi xét nghiệm PCR thì chính xác 100% là tôi đã bị COVID. Trên thực tế thì những người mà bị COVID lần 2 hoặc là lần 3 đi nữa mà đã được tiêm chủng đầy đủ rồi thì mức độ về triệu chứng một là rất là nhẹ, hai là cũng rất là nhanh. Vấn đề hậu COVID nó diễn biến như nào thì các nhà học cũng đang tiếp tục theo dõi, và thông thường thì người ta cũng đã nhìn nhận ra thì cái hậu COVID nó có thể kéo dài. Cũng đã tự trang bị được cho mình, một là về tâm lý, mình đã không cảm thấy sợ nữa, tại vì người nhà tôi cũng không quá là nặng ấy. Môi trường của mình phải là trong sạch và thoáng đãng để đảm bảo được nguồn không khí chất lượng. Cái thứ hai nữa là mình cũng phải luôn tạo cho mình một cái tinh thần thoải mái cũng như là về thể chất. Tôi luôn khuyến khích chồng và con tôi sẽ là ăn uống đầy đủ và nhiều rau xanh. Thứ hai là uống đủ nước, và thứ ba là sẽ nếu mà khi nào mà hết mỏi thì sẽ vận động nhẹ nhàng trong phòng.